Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Nay giới thiệu cho tất cả các bác một mẫu điều hòa mới của Daikin ra mắt năm 2022, dòng Inventor cao cấp mọi người nhé. Đây là một chiếc điều hòa 18.000 BTU, các bác sẽ dùng cho phòng từ 25 lên đến 35 mét vuông mọi người nhé. Thì các bác sẽ lắp con 18.000 BTU. Những cái mẫu này thì hàng là hàng Inventor thì tất nhiên nó sẽ là hàng của Việt Nam rồi. Em đã nói trong rất nhiều video là hàng Inventor sẽ là hàng của Việt Nam chứ không phải hàng của Thái Lan. Thì đây các bác có thể nhìn thấy là mẫu mới của bên em vừa mới kê trên kệ của siêu thị điện máy của Ecomax. Vẫn có dán cái tem, cái dán cái băng dính này. Em sẽ bóc cái băng dính này ra cho các bác xem nhé, để xem là chính xác là mẫu này có những đặc điểm gì thú vị trên model này. Đây các bác có thể nhìn thấy là cái phần dán rất chìa chắc. Đó, đây là cái phần dán để bảo vệ chống xước trên các dòng điều hòa khi mà chúng ta mua ở những cái hàng lấy ở tại kho. Đây các bác nhìn thấy là cái tem năng lượng của nó này. Hàng của Daikin, hàng của Việt Nam. Model của nó là FTKB50WAVMV. WAVMV. Hàng được đánh giá năng lượng là 5 sao của Bộ Công Thương mọi người nhá. Rất chi là tuyệt vời. Công suất chuẩn của dòng này là 17.100 BTU. Đây là tem của bên Daikin, họ dán trên là trứng chất lượng Nhật Bản, mọi người nhá. Đã có tem của nhà sản xuất dán trên chiếc dòng điều hòa này. Nhìn tổng quan bên ngoài thì các bác có thể nhìn thấy là chiếc điều hòa này được thiết kế một lớp phủ, một lớp màu trắng rất là đẹp, rất đẹp và tinh khôi. Nó sẽ trắng hơn so với những mẫu điều hòa tầm trung như các con dòng điều hòa phía bên này. Các bác nhìn thấy phần phía dưới sẽ có cái logo Daikin ở góc bên này mọi người nhá. Logo Daikin đây. Và một cái phần viền đen dọc dài dọc viền chiếc trên chiếc điều hòa. Có chữ Inventor ở đây. Bình thường ra thì các bác sẽ nhìn thấy những dòng Inventor nó sẽ có cái chữ Daikin và chữ Inventor, một là xếp trên, hai là xếp dưới như thế này. Hai xếp dưới như này. Và nó có cái phần viền màu trắng ở đây, viền màu trắng đây. Thì năm nay nó cho chúng ta một cái viền màu đen để chúng ta có sự phân biệt khác đi một chút thôi. Còn thiết kế bên ngoài cũng khá là giống nhau mọi người nhá. Các dòng điều hòa thì nó không có thay đổi quá nhiều về phần thiết kế. Và những cái mẫu này nó chỉ nâng cấp thêm cho các bác những phần tính năng thôi. Đây là cái lưới lọc này, lưới lọc bụi các bác nhé. Bụi và các bác sẽ vệ sinh trong quá trình sử dụng thì các bác rút ra để vệ sinh. Dàn sẽ là dàn đồng, và hệ thống tản nhiệt bằng nhôm để giúp cho chúng ta sẽ có những cái môi trường làm lạnh nó tốt hơn và sâu hơn. Cánh quạt gió của dòng này em xem là mấy lớp mọi người nhá. Cánh quạt gió thì nó vẫn sẽ là cánh quạt gió một lớp thôi. Cánh quạt gió một lớp thôi các bác nhé. Và con này thì không có mắt thần cảm biến, mọi người nhá. Nếu mà không có mắt thần cảm biến thì nó sẽ xếp vào những dòng Inventor tiêu chuẩn chứ không phải là Inventor cao cấp. Các dòng có mắt thần cảm biến nó mới xếp vào những dòng Inventor cao cấp mọi người nhá. Tất nhiên thì nó sẽ vẫn sẽ có những công nghệ làm lạnh nhanh cho chúng ta, làm lạnh tối ưu và tiết kiệm điện năng. Inventor tiết kiệm điện năng rồi. Một trong những ưu điểm của các dòng điều hòa Daikin năm 2021 và những năm trở lại đây thì nó sẽ có cho chúng ta một cái sự độ bền bỉ cực kỳ là cao. Sử dụng có độ bền bỉ rất cao mọi người nhé. Hàng Daikin luôn luôn là đi kèm với độ bền. Các bác sẽ dùng trong vòng từ 15 cũng không có gặp vấn đề gì trên các dòng điều hòa của Daikin. Và làm mát nhanh hơn so với điều hòa của Panasonic mọi người nhé. Cái hệ thống làm mát của Daikin nó sẽ giúp cho căn phòng của chúng ta làm mát một cách nhanh và sâu hơn. Còn đối với những dòng điều hòa của Panasonic thì cái làm mát của nó được êm hơn một chút. Do đó khi các bác đi mua tư vấn thì có khi là các bạn nhân viên muốn bán Panasonic, họ sẽ báo là bên Panasonic mà máy chạy thổi gió êm hơn và máy của Daikin nó thổi gió nhanh mát hơn, sốc nhiệt hơn. Thì cái đấy cũng là hoàn toàn là chính xác mọi người nhé. Thì chúng ta nếu mà muốn phòng mát nhanh thì chúng ta sẽ mua của Daikin. Một trong những thương hiệu này thì bên em đang bán con Daikin 9000 dòng Inventor mà 18.000 BTU như thế này. Bên em đang bán với giá là 10 trừ hết về quà cho các bác nếu mà vẫn tặng công và vật tư mọi người nhé. Tặng công và vật tư thì sẽ là 18.590.000. 18.590. Mọi người được tặng gói công và vật tư lắp đặt của siêu thị là 3 mét ống đồng và các vật tư phụ cùng với công thợ về lắp cho mọi người. Nếu mọi người không dùng hết thì không mất thêm chi phí gì mọi người nhé. Bảo hành sẽ được bảo hành điện tử là 1 năm toàn máy và 5 năm cho dàn nóng.
Các chức năng nổi tiếng như em có nói rồi, đó chính là hút ẩm này, chế độ chống mốc bảo vệ sức khỏe này, hay là các chế độ chỉ sử dụng chế độ quạt thôi, fan only, mà không cần phải làm mát, nó chỉ là quạt gió thôi. Thì rất nhiều các tính năng khác mà em đã chia sẻ cho các bác trong các cái video mà em hướng dẫn sử dụng một chiếc điều khiển điều hòa, thì nó có rất nhiều tính năng ở trên đó để các bác có thể sử dụng một chiếc điều hòa một cách hợp lý nhất. Các bác nào có nhu cầu mua sắm thì nhanh tay liên hệ với siêu thị bên em tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, website của max.vn mọi người nhé. Rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.